vietnam.com sinh nhật lần thứ 12 xin được phép bắt đầu. Trước tiên xin mời tất cả các bạn ngồi vào những hàng ghế danh dự nha. Xuân Lan xin mời Nguyễn Thanh Tuấn lên sân khấu để cùng Xuân Lan đào. Các bạn thành viên xa gần ơi, các bạn thành viên xa gần à, các bạn ơi, ai cũng ẩn trong một tuổi 12 con giáp thì trang web nhà cải lương Việt Nam .com cũng ẩn một con số rất là dễ thương, rất là vui vẻ, đó là tuổi con khỉ đó các bạn. Con khỉ này đã trưởng thành qua một chặng đường khó khăn của sân khấu cải lương, qua đủ 12 bến nước, cho nên cũng nếm đủ mùi đời. Có lúc trang nhà muốn chuồn chân trước những điều kiện khách quan, nhưng với bản chất vui tươi của chú khỉ, trang nhà đã vượt qua những khó khăn, ngày càng hoàn thiện mình qua từng bến nước, và đến nay đã trở thành một trang web cải lương hiện đại có nhiều tính năng ứng dụng như bao các trang web thương mại nổi tiếng khác. Có thể kể một số tính năng của trang web cải lương Việt Nam .com như sau: là có thể kết nối cải lương Việt Nam trên Facebook, Twitter, có thể đăng nhập qua fan ID như tài khoản Yahoo, Google, có thể share bài viết trên forum, trên Facebook, Twitter, Google, MyPay, có thể like hoặc là dislike, có thể bình luận trang chính và forum, có thể email bài viết đến người quen, có thể lưu bài viết, có thể in bài viết nhanh với nút in, có thể download từ thiện bằng các thẻ tín dụng ở Mỹ hay qua tài khoản PayPal. Trang cải lương chuyên đề tiếng Anh giới thiệu cải lương thế giới. Tiếp theo là có thể editor với nhiều chức năng định dạng, format, font, text và kết nối hiện video từ Facebook, Daily, Fashion. Có liệt kê số lượng view, lượt đọc, đánh giá bài đăng. Trang web nhìn ngày càng gọn nhẹ, thanh lịch, nội dung đa dạng theo những chủ đề, dễ tìm kiếm, tra cứu, nghiên cứu. Có lưu bản nháp cho những thành viên viết bài, bình luận có thể chỉnh sửa sau này, hay viết lưu lại đợi thời điểm thích hợp thì up lên, tiện lợi nhất, không sợ mất dữ liệu nếu bị cúp dữ liệu, nếu bị cúp điện, máy treo. Trang web là tiếng nói đa chiều, nhưng cái nhìn khác nhau luôn được ban quản trị khuyến khích, tạo thước đo trung thực giá trị nghệ thuật cải lương, nên web xuất hiện những bài viết mới, những cây viết trẻ. Bên cạnh những bài viết của các tác giả cây đa cây đề vốn là những khuôn vàng thước ngọc cho thế hệ sau, như soạn giả Nguyễn Phương, tác giả A Lý Phụng Tuyền, tác giả Nguyễn Văn Bớt, thường xuyên có mặt trên trang tin tức và diễn đàn cải lương Việt Nam .com, còn có những bạn trẻ như khán giả Nhân Dân, Khang Bang với lối viết lạ và sắc bén, phối hợp cùng các thành viên kỳ cựu có những đóng góp từ những ngày đầu. Trong năm qua, trang nhà xuất hiện thêm nhiều cây bút hay như là Dương Thoại Hồng, Ngọc Bảo Linh, Mini Rua, làm cho nội dung trang web ngày càng phong phú, tươi trẻ hơn trong không khí hơi trầm lắng hiện nay. Năm nay chú khỉ chúng ta trưởng thành hơn, vui nhộn hơn, nên kéo ra quán hát cho ngao nhe nghe, hòa đồng không khí sinh hoạt văn nghệ của khán giả mộn điệu của phong trào đàn ca tài tử mọi nơi. Không còn cái nắng gió biển rạch giá hay các cuộc giao lưu tại sân khấu đời thường của khu dưỡng lão nghệ sĩ.
Dân, xin chúc các bạn tham gia sinh nhật hôm nay vui hết mình, ca hết mình để buổi sinh nhật thành công tốt đẹp, tạo sức loan tỏa, hưng phấn cho các thành viên và khán giả mộ điệu xa gần. Và cũng không quên xin trân trọng cảm ơn thuyền trưởng và các thuyền viên đầu đã nhiệt huyết lèo lái con thuyền trang web cải lương việt nam.com ngày càng đi vào ổn định trong tình hình cải lương hết sức khó khăn. Xin thành thật cảm ơn. Dạ, sau đây là chương trình cắt bánh sinh nhật. Dạ, xin mời anh Phạm Tấn An. Dạ, xin mời anh Trung Ảnh là những thành viên kỳ cựu của Cải Lương Việt Nam .com. Xin mời chị Tâm. Chúng ta cùng lên cắt bánh sinh nhật nha các bạn. Đứng hai bên cái bác. Xin mời tất cả các bạn lên đây ạ. Xin mời tất cả các bạn lên để cùng chụp hình với bánh sinh nhật nha. Thank you.